Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con thành tâm kính lễ chư Tôn đức giáo phận Tăng Ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. A Di Đà Phật và kính thưa quý vị, chương trình này được thu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật Tường xin kính giới thiệu đến với quý vị vị thầy luôn luôn trợ duyên hàng Phật tử chúng ta trên bước đường học hỏi Phật pháp, đó là Thượng tọa Thích Quyền Châu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con cung thỉnh thầy có lời chào quý khán thính giả. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính chúc các vị có một buổi phấn đáp Phật pháp thật nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính đảnh lễ thầy. A Di Đà Phật. Lời đầu tiên, Nhật Tường xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị luôn luôn thân khỏe tâm an, đời sống luôn gặp nhiều an lạc và luôn luôn đầy đủ thiện duyên, tinh tấn trong trên bước đường tu tập và đời sống luôn luôn tiếp cận được giáo pháp của Đức Phật và học hỏi được những lời dạy hay của Đức Phật để áp dụng trong đời sống tâm linh chúng ta, để đời sống tâm linh chúng ta mỗi ngày một được tăng trưởng hơn. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình xin kính gửi đến với quý vị từ trong kinh Tương Ưng Bộ với chủ đề là dục tham. Chủ đề dục tham này mang lại lợi ích gì cho đời sống tâm linh của hàng Phật tử chúng ta? Nhật Tường rất hiếu kỳ, hy vọng quý vị cũng đồng cảm với Nhật Tường. Giờ đây kính mời quý vị hãy lắng đồng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh pháp âm của thầy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Nhật Tường. Kính mời đại chúng đến với chủ đề dục tham được kiết tập ở trong kinh Tương Ưng Bộ. Lúc bây giờ, nhân duyên Đức Thế Tôn của chúng ta đang ở tại Savatthi. Hôm ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo và bảo rằng dục và tham đối với sắc. Này các tỳ kheo, hãy từ bỏ. Đây là một lời cảnh tỉnh, đây là một lời giáo huấn sấm sét của Đức Thế Tôn, như là một mệnh lệnh của Bậc Thầy dạy cho tất cả đệ tử của mình phải chấm dứt từ bỏ dục tham. Đối với gì? Đối với sắc. Và sắc đó sẽ được đoạn trừ, nhổ tận gốc, làm cho như thân cây đa la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Ở đây nghĩa là gì thưa được quý vị? Đối với các sắc, sắc đây là thế giới vật chất mà chúng ta đang sống. Nó có nhiều chi phối trong tâm thức của chúng ta. Người ở cảnh khổ thì mong rằng mình có được cái sắc tươi tươi thắm hơn, tươi nhuận hơn với nhà cửa tiền tài. Người có sắc rồi, có phương tiện rồi thì lại muốn nhiều hơn nữa. Có khi chúng ta ở trong cảnh là gì hả? Là phú quý sinh lỡ nghĩa. Rồi tâm của chúng ta cứ trôi mãi ở trong cái sắc vô thường giữa thế gian này. Để rồi khi thân hoại mạng chung, nào chúng ta có thể nắm bắt được gì? Chúng ta có thể quán chiếu tất cả các cái sắc tuyệt diệu như là Phạm Thiên ở cõi trời sắc cứu cánh. Đỉnh cao của các tầng trời, cõi trời Phạm Thiên, chư thiên ở cõi trời sắc cứu cánh. Rồi cho đến những hữu tình khổ đau ở trong địa ngục A Tỳ. Tất cả những cảnh giới này, chúng ta thấy hữu tình ở trong các cảnh giới này đều là sắc. Và ở trong các cảnh giới đó, tâm chúng ta tham luyến. Và do vậy mà chúng ta chuốc lấy khổ đau. Vì thế cho nên Đức Thế Tôn dạy chúng ta hãy trừ bỏ, bởi vì ai mà trừ bỏ được nó, nhổ tận gốc rễ làm cho nó đứt giống như là cây dừa, cây đa la, mà đứt gốc thì không thể nào nảy ra cành lá được nữa. Do vậy, làm cho nó không có tái sinh ở trong lòng của chúng ta nữa, làm cho nó không sanh khởi nữa. Đó là tông chỉ tu hành mà Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta. Và tương tự như vậy, nếu như sắc được đoạn trừ rồi, thì thọ sao? Dục tham và thọ cũng phải là
là đoạn trừ. Tham, dục và tham ở trong cái thọ. Tâm chúng ta đi tìm kiếm cái thọ lạc thú của sáu giác quan, mà do vậy tạo ra vô số thống khổ. Vì vậy hôm nay ở trong Phật Đạo, Thế Tôn dạy chúng ta hãy từ bỏ. Và như vậy sẽ gì? Sẽ đoạn trừ, nhổ tận gốc, làm cho nó như cây đa la, không thể tái sanh, không thể sanh khởi lại đời sau. Đối với dục và tham, đối với tướng, dục và tham đối với hành cũng như vậy. Cũng hãy từ bỏ. Và cuối cùng, dục và tham đối với thức, hãy từ bỏ nó, thì cái thức ấy sẽ bị đoạn trừ, sẽ bị nhổ tận gốc rễ, làm cho như cây đà la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi lại đời sau. Khi chúng ta dụng tâm đoạn trừ như vậy, thì chúng ta sẽ đoạn trừ được cái khả năng tái sanh của ngũ uẩn, mà chúng ta gọi là ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Đây chính là phương diện mà chúng ta cần phải suy sâu tu tập. Ở trong tất cả các pháp môn, bất cứ chúng ta đứng trên lập trường nào, thì cuối cùng chúng ta vẫn phải thành tựu khả năng đoạn trừ này. Một khi chúng ta đoạn trừ được như vậy, thì chúng ta có hạnh phúc niết bàn. Còn nếu chúng ta chưa đoạn trừ được, thì chúng ta vẫn còn những tham luyến khổ đau. Đó là những điều mà chúng ta cố gắng học hỏi. A Di Đà Phật, hôm nay chúng ta bàn luận đề tài này. Mời anh Nhật Tường quay trở lại với nội dung vấn đáp Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đi đầu kính tri ân Thầy đã từ bi hướng dẫn cho chúng con qua chủ đề dục tham. Giờ đây chúng con xin phép Thầy cho chúng con thưa chuyện với đại chúng. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị, Thầy đã hướng dẫn xong qua đề tài dục tham. Không biết quý vị nghe, quý vị có những cái ý tưởng gì không, những câu hỏi gì để đặt trong chủ đề này không? Bất cứ câu hỏi nào quý vị có trên bước đường tâm linh hay là câu hỏi trong chủ đề này, chương trình đều rất là hoan nghênh quý vị gọi vào, chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong buổi vấn đáp Phật Pháp ngày hôm nay. Bởi vì đây là cơ hội tốt để chúng ta học hỏi. Có những câu hỏi mà nhiều khi chúng ta không biết, mà nhiều khi cứ để bỏ qua, mà từ đó rồi chúng ta hiểu lầm cái lời dạy của Đức Phật. Thường có câu là y kinh nhất tự tam đời Phật quan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Cho nên chúng ta hãy hiểu rõ một cách là chân thật nghĩa, thì như vậy mà là đúng với những gì mà hoài bảo của Đức Phật. Giờ đây thì Nhật Tường mời quý vị nha. Cho nên nếu mà trong lúc chờ quý vị gọi vào, thì Nhật Tường cũng xin phép đặt một vài câu hỏi để gieo duyên. Hy vọng câu hỏi của Nhật Tường nó không xa chương trình lắm. Nhật Tường rất là cần quý vị hỗ trợ cho Nhật Tường đặt câu hỏi trong chương trình hôm nay. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch Thầy, trong cái chủ đề dục tham này thì Đức Phật cũng giảng về dục tham đối với sắc, đối với thọ, với tưởng, hành thức. Thì nói là cái ngũ dục của thế gian là một cái, như là những cái gì chướng ngại trong đời sống tu tập của Phật tử cũng như là những người thường. Thì trong cái chủ đề này thì Đức Phật giảng là giảng cho các tỳ kheo lúc bấy giờ đó, có thể là những vị có thể là thanh văn duyên giác rồi, hay là quả A-la-hán rồi. Nhưng mà riêng ở đời hiện tại này thì con chỉ gợi ý là muốn tập được gì thì mình phải thiết lập một đời sống tu tập một cách rất là nghiêm túc, từ thực hành cho đến là giáo lý. Kính Thầy hướng dẫn cho con. Ý Nhật Tường hỏi Thầy hiểu. Kính thưa đại chúng, Đức Thế Tôn dạy cho các vị tỳ kheo xuất gia tu hành, hay gọi là chuyên tu. Còn hàng Phật tử tại gia, chúng ta sống ở trong cái thế giới này, chúng ta làm sao? Đối với sắc thọ tưởng hành thức, chúng ta phải làm sao? Thưa các vị, chúng ta vẫn phải quán chiếu mà thôi. Trước tiên chúng ta phát khởi nhận thức rằng vạn vật đều vô thường. Vì vậy cho nên ở trong hoàn cảnh vốn có chúng ta đang sống tạm bỡ này, chúng ta biết thiểu dục tri túc. Nếu chúng ta có nhiều phước báo, sở hữu thủ đắc nhiều phương tiện tồn tại, sinh hoạt, chúng ta cũng không vì thế mà khởi cái tâm tham đắm ở trong ấy. Chúng ta thấy khi cái dục tham mà nó chi phối, có thể chúng ta tạo ra ác nghiệp. Và ác nghiệp đó làm cho chúng ta đọa đày. Chúng tôi còn nhớ một câu chuyện. Có một đứa trẻ thấy bố của mình mua được một chiếc xe mới, chiếc xe hơi, đem về. Và đứa trẻ này rất là hãnh diện. Hãnh diện vô cùng. Bởi vì bố mình rất là tài giỏi, làm ăn, dành dụm. Bây giờ mua được chiếc xe rồi, và vừa có thể chở mình đi học, đi chơi rồi.
đứa trẻ này hãnh diện quá, cho nên cầm một cái cây một cái đinh và viết lên ở trên cái thùng xe, cào lên sơn và viết rằng là giống như là con yêu bố lắm. Nhưng mà mới có chuẩn bị viết, mới cào xuống một cái thôi, thì người bố giận quá, cứ nghĩ rằng con mình nghịch ngợm, cho nên tay mạnh quá, đánh một cái đứa trẻ gãy tay. Đứa trẻ ôm tay khóc và nói rằng con muốn viết lên chữ rằng là con yêu bố lắm. Chúng ta thấy thật là tang thương, phải không thưa quý vị? Nếu như người bố này không bị dục tham vào chiếc xe đó, thì có lẽ rằng anh ta cũng đủ trí tuệ để hỏi xem tại sao con mình viết như vậy. Nó vì nghịch ngợm bị phá, hoặc là nó có cái tâm ý gì khác. Cho nên một câu chuyện đó chúng ta đủ thấy dục tham về sách nó hại chúng ta như thế nào. Chúng ta có dục tham ở trên sắc diện của mình. Khi sắc diện mình nó tàn hoại, chúng ta cũng khổ trong đó. Dục tham về xe cộ, nhà cửa, ruộng vườn. Dục tham về tất cả mọi phương tiện mà chúng ta thủ đắc được. Tâm chúng ta cứ quanh quẩn với cái còn cái mất. Thì làm sao chúng ta an vui? Vì vậy cho nên hãy xem tất cả mọi phương tiện chỉ là phương tiện tồn tại mà thôi. Và chân tướng của cuộc đời này, chúng ta như là một người ở trong quán trọ. Chúng ta không thể ở mãi với hình hài này. Rồi vô thường nó cũng đuổi chúng ta ra khỏi thân xác này và chúng ta ôm lấy kiền đặc phược đi thọ sanh kiếp khác. Chúng ta chiêm nghiệm như vậy thì chúng ta loại bỏ được dục tham về sắc. Và lúc đó chúng ta chỉ xem tất cả mọi sắc vật chỉ là phương tiện chúng ta sử dụng nó bằng trí tuệ. Chúng ta sử dụng nó vào trong sự thanh tịnh, trong cái phước báo. Như vậy người Phật tử chúng ta có thể hành trì được điều này. Còn nếu như chúng ta không có tự chủ được thì ít nhất chúng ta phát tâm, chúng ta gần gũi thiện tri thức, lắng nghe giáo pháp để được sự nhắc nhở dạy dỗ thì chúng ta sẽ cảnh giác. Nhưng mà thưa các vị, thường người bị cái tâm dục tham và sắc nó lôi kéo thì ngoài cái việc đi làm rồi đi về thì chỉ có muốn là nghỉ ngơi và hưởng thụ, chứ không có muốn là học hỏi gì nữa đâu. Vì chúng tôi để ý thấy rõ là như vậy. Có nhiều người tại vì họ đi làm để họ duy trì cái sinh hoạt tồn tại và mục đích sống bằng dục tham rồi á, thì họ chỉ dành thời gian để hưởng thụ nhiều hơn là để được học hỏi chánh pháp. Thành ra vậy mà Thế Tôn dạy chúng ta là nguyên nhân khổ đau chính là dục tham ở trong sắc, mà sắc biến hoại cho nên chúng ta đau khổ. Thì chúng ta cố gắng đoạn trừ nó, chúng ta sẽ có hạnh phúc. Đoạn trừ sắc không chữa đủ mà còn đoạn trừ trong thọ, trong tướng, hành và thức nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới có an lạc thật sự được. Mà đoạn trừ một cách dứt khoát thì mới được. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin kính cảm ơn thầy, kính bạch thầy. Đoạn trừ dục tham, đây là đòi hỏi một cái sự tu tập chẳng những ở đời này, con nghĩ chắc phải nhiều đời lắm. Hôm trước con có cái phước duyên theo dõi một cái chương trình do thầy cũng có cơ hội hội chuyện với ôn Thái Hòa, và có một lần ôn dạy rằng là một con người mà bước trên con đường tu tập thì trước hết mình phải hoàn hảo, mà hoàn hảo ở đây là mình phải thọ tam quy và ngũ giới. Thì điều cũng muốn nói đây là ôn dạy rằng là mình trước hết là mình muốn được sống lâu, mình phải sống lâu và cái như là tướng hảo đoan trang thì mình phải thọ cái giới là không sát sanh. Rồi kế đến mình sống làm sao cho nó uy tín thì mình không có nói dối, mình được là gia đình hạnh phúc thì không có tà hạnh, mà được cái trí tuệ là mình không có dùng những cái thứ là say sưa ma túy, rồi đúng một cuộc sống được sung túc đầy đủ thì mình phải nên thực tập cái giới là không có trộm cắp mà nên bố thí nữa. Thì kính bạch thầy, những cái điều mà ôn dạy như vậy đó cũng là một trong những cách mà thiết thực nhất để hàng Phật tử chúng con thực tập trên cái bước đường mà từ từ mình từ bỏ được những cái dục tham không thầy? Vâng, đúng rồi. Thực ra mà nói, khi chúng ta phát tâm quy tâm bảo và chúng ta thọ trì năm giới thì chúng ta chẳng đứng ngay dục tham liền.
Phương diện ông khai thác rất là hay ở chỗ đó là ông chỉ rõ nhân quả để cho chúng ta thấy rõ giá trị nhân quả, cái giá trị dự giới của chúng ta. Bởi vì ai mà chẳng muốn mình được giàu sang, được xinh đẹp, được sức khỏe, được uy tín, được trí tuệ. Ai mà chẳng muốn mình như vậy. Và chúng ta giữ năm giới tức là chúng ta tạo cái nhân để cho mình thành tựu năm cái phước báo dự dục đó. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta nhìn ở khắp cái khía cạnh nhân quả, chúng ta mới thấy rằng tinh thần giữ giới là một điều rất tốt cho chúng ta. Mà vấn đề quán chiếu về dục tham ấy, đôi khi chúng ta còn phải thực hiện mạnh ở phương diện bố thí nữa. Tại vì bố thí là một trạng thái buông bỏ, một trạng thái hiến tặng. Nếu như chúng ta không có tặng, chúng ta không bỏ được, chúng ta không xả được thì chúng ta không thực hành được pháp này. Tại Bồ Đề Phật Quốc thưa các vị rất là khó khăn về tài chánh và nhất là xây dựng. Có quý Phật tử nói rằng sao thầy không có cổ súy về vấn đề xây dựng nhiều hơn là vấn đề bố thí, mà ở tại đạo tràng thì chi phí rất nhiều ở trong lĩnh vực cúng dường và tạo phước. Thưa các vị, chúng tôi nghĩ sắc nó vô thường, đôi khi chúng tôi nghĩ hơi liều một chút thôi, mình cứ bố thí đại đi, có bao nhiêu cúng dường đại đi, mai nó có chết cũng được. Mai nó chết thì mình chết xong rồi thôi, phước báo theo tâm mình, còn mọi việc á thì cứ trôi theo cái dòng sinh diệt cuộc đời. Chúng ta không có, chúng ta không có nghĩ được như vậy, đôi khi chúng ta sinh cái tâm là thủ đắc và giữ gìn nó dữ lắm. Thành ra đó cũng là một trong những cái mẹo, những cách thôi. Tất nhiên chúng tôi không khuyến các vị làm liều như vậy. Nhưng mà chúng ta bố thí là chúng ta trừ được cái tâm tham. Bố thí đổ sang tham là vậy đó. Và bỏ được cái tham thì cái lòng tham nó bỏ xuống. Ở trong sách thì thọ nó an vui. Tướng hành tức là an vui. Đó là những cái nguyên lý tất yếu nó sẽ diễn ra. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy. Cho nên cái điều mà tối thiểu mà hàng Phật tử chúng con nên làm cũng như là giống như nghe những lời ông dạy hôm trước về vấn đề mà năm giới rồi như vậy thì có thể mình không có cơ hội thực tập thiền định hay trì chú Lăng Nghiêm hay là lại kinh Vạn Phật, nhưng mà đó là cái điều mà mình người Phật tử cần phải thực hiện, tức là năm giới. Kính bạch thầy, thầy thường con thường đặt những câu hỏi này làm đi làm lại hoài, mà thầy dạy con một câu là mình phải phòng hộ tâm. Hôm nay con xin khai thác thêm phòng hộ ở đây có phải là dựa theo tinh thần Bát Chánh Đạo hay không thầy, tức là chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, tại vì mình phải có cái chánh để mình nhìn rồi mình làm cái nào đúng cái nào sai, ý con nói là gì không thầy, hay rồi cái tinh tập này tinh. cái này nó hơi khó. Khi mình thực hiện Bát Chánh Đạo thì ngay lúc đó mình đang đi trên con đường thánh đạo, còn còn khi mình rời sát Bát Thánh Đạo thì mình đi vô tà đạo rồi. Cho nên nói tới phòng hộ là chúng ta phải dùng tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ địa phần. Làm hết luôn này. Chúng ta dùng một trong những cái pháp đó. Bởi vì sao? Bởi vì những cái pháp đó được gọi là trợ đạo. Còn Bát Chánh Đạo á, là nó thuộc là thánh đạo rồi, con đường chính rồi. Còn những cái phần trước đó là trợ đạo. Trợ đạo nó có cái khả năng phòng hộ. Ví dụ như chúng ta sử dụng là tứ niệm xứ thì nó tạo ra sự phòng hộ. Tứ chánh cần nó tạo ra sự phòng hộ. Thành ra một khi có sự phòng hộ thì chúng ta tránh bớt lầm lỗi. Đó là cái chữ phòng hộ nó như vậy. Ví dụ như thế này, sáng mỗi thứ bảy hàng tuần hiện tại chúng tôi đang hướng dẫn quý Phật tử thiền sinh ở đây về pháp chỉ quán. Hôm nay các vị học về chỉ và quán ở trong trong khi chúng ta nghe. Ví dụ như chúng ta nghe đầu tiên, xin lỗi, hôm nay chỉ quán ở trên cái hình như là ở trên đạo hà, ở trên trên mùi hương, xin lỗi, mùi hương. Thì khi mùi hương chúng ta ngửi được mùi hương trong chi quán vậy, chúng ta ngay lập tức thấy rằng mùi hương nó như là khối, nó như là một cái giả tướng. Bởi vì đứng trên phương diện lập trường của Niết Bàn thì chúng ta thấy mùi hương vốn nó là giả tướng, nhưng đã có mùi hương thì nó có tác dụng. Vậy cho nên bước thứ hai, nếu như cái hương vừa ý
chúng ta cẩn thận lòng tham đắm. Cái hương mà không có vừa ý, chẳng hạn như hương hôi thối, chúng ta cẩn thận chớ sinh phiền não. Nhận ra vạn vật á, nó là giả tướng. Chúng ta thấy cái hương không thơm không thối, tâm chúng ta không có sinh mơ loạn. Chúng ta sống như vậy, đó là chúng ta sống trong trí. Ngoài ra chúng ta bước lên một bước nữa là chúng ta sống ở trong quán. Bởi vì mùi hương nó, kết quả của nó, tác dụng của nó sinh ra từ căn trần và thức. Có mũi, có mùi hương và có thức biết. Và trên phương diện này chúng ta rời khỏi sự chi phối của căn trần và thức, bởi vì nó chỉ là giả tướng và tự tánh thì vốn là không tịch. Như vậy thì ở trên phương diện đó chúng ta cũng có thể thành tựu được. Nói chung tất cả mọi phương thức chỉ là trợ đạo. Còn bát chánh đạo á, bát chánh đạo nó là thánh đạo. Thành ra nói là bát chánh đạo nó là một cái phương tiện là phòng hộ thì chúng tôi nghĩ là không có đúng. Mà bởi vì đã sống với thánh đạo là ngay lúc đó là chúng ta thành tựu cái phước báo của thánh. Chứ nó không còn là phòng hộ nữa. Vì bản thân nó đã đạt đến cái chỗ tối thượng rồi. Còn hay chúng ta không sống được với nó, chúng ta ly ra thì chúng ta sống với tà đạo. Chánh đạo với tà đạo nó khác nhau ở hai cái khía cạnh đó. Và cái chính của chúng ta là thành tựu thánh đạo, và muốn phòng hộ thì phải sử dụng là các cái phẩm trước, chẳng hạn như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần đó, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đạo phần đó. Từ đó, từ khi tứ niệm xứ cho tới thất bộ đạo phần là thuộc về trợ đạo. Cho nên gọi là các phẩm trợ đạo á, trợ đạo phẩm đó, nó là như vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật và kính bạch thầy. Tại vì cái chủ đề này á, đối với con nó cũng rất là hay, mà có một điều mà thầy cho con hỏi thêm là như vậy nè. Cũng là dựa từ những gì mà ôn dạy mà con thấy để con hỏi thêm coi giữa những gì ôn dạy nó có cái gì kết nối trong cái vấn đề mà đoạn trừ dục tham này không? Ôn dạy rằng là cái yếu tố hiếu thảo của mình á, là tất cả chúng ta đều từ cha mẹ chúng ta sinh ra. Nếu mà chúng ta không hiếu thảo đó thì ông nói đó là chúng ta không có căn bản đạo đức. Mà không có căn bản đạo đức á, thì không đủ căn bản phước báo trong thế giới con người và lợi ích cho con người. Thì những cái đó người Phật tử có nên thành tựu cái đó trước khi mình đi đến cái vấn đề là tu tập đoạn trừ tham dục ái dục này không, kính bạch thầy? Tại vì ông có dạy cái đó. Vâng, kính thưa quý vị, những cái đó có những điều ôn dạy trên cái nền văn hóa Việt, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ thêm một bước nữa. Thế nào gọi là hiếu? Cái điều đó chúng ta cần phải phân tích một chút. Có người nói rằng hiếu là làm vừa lòng cha mẹ. Nếu như cha mẹ chúng ta sống ở tà kiến ác hạnh, vậy chúng ta có nên làm vừa lòng hay không? Cha mẹ phỉ báng tam bảo, thậm chí có người còn nói càng rằng á, là thờ cha kính mẹ mới là chân tu, cho nên là cha mẹ trong nhà đây này nuôi dưỡng phụng thờ mới chính là chân tu. Như vậy người cha người mẹ đánh đồng mình ngang bằng với Phật. Với những cái ngôn ngữ như vậy, chúng ta suy nghĩ như thế nào? Thành ra hiếu thảo trên bờ mặt chân chính thì điều đó không có gì nói. Bởi vì Đức Thế Tôn vẫn là bậc đại hiếu Thích Ca Văn mà. Cho nên chúng ta không có bàn gì cho vấn đề đó hết. Nhưng mà chúng ta phải định hình cái nghĩa của chữ hiếu. Bởi vì không khéo, có nhiều vị làm cha làm mẹ mà phỉ bán tam bảo, mà muốn con cái mình cùng phỉ bán với mình để cho mình thỏa mãn vừa lòng thì gọi là con có hiếu à? Cho nên điều đó chúng ta cũng phải cẩn thận. Cẩn thận định nghĩa thế nào là chữ hiếu mới được. Và đương nhiên khi một người cha người mẹ chuẩn mực trong tinh thần của chánh pháp, mà người con lại ngỗ nghịch, bất kính bất hiếu, thì người con đó đang đi ngược lại với đạo đức, căn bản đạo đức. Bởi vì căn bản đạo đức là lòng tri ân và báo ân. Không có cha mẹ làm gì có chúng ta. Cho nên chúng ta tri ân và báo ân, mà bây giờ chúng ta bội bạc với cái gốc sinh ra mình, thì ngay trong cái điểm đó là chúng ta đã tự làm hại mình. Cho nên người con nào mà bội bạc với cái gốc sinh ra chính nó thì nó sẽ chuốc lấy cái quả báo rất to lớn. Và các vị thái xưa nay không có bất cứ người nào mà bội bạc với cái gốc sinh ra chính nó mà người đó có thể là hạnh phúc giàu có được, không có.
Nếu như có chăng thì nhất thời họ hướng được cái nó gọi là cái pháp cái quả hữu lậu trong một cái giai đoạn ngắn ngủi mà thôi, rồi nó cũng tan. Như vậy thì chẳng hạn như là chúng ta hiểu rằng bội bạc cái gốc tới mức mà đoạn trừ đoạn mạng căn của người đã sinh ra mình, đó là giết mẹ. Với cái sự tàn ác đó, với cái tâm nào mà có thể làm được điều đó, thì cái tâm đó không có chỗ nào mà chứa được hết, cho nên phải rơi vào trong địa ngục. Đó là chúng ta phải hiểu ở trong cái phương diện đó, chứ không khéo rồi chúng ta nhầm. Chúng ta cứ nghĩ rằng là suốt ngày đi theo cha, đi theo mẹ, rồi cứ như cha mẹ nói sao mình làm vậy, thậm chí họ nói sai, nói bậy mình cũng làm theo. Như vậy là mình có hiếu để chi? Để mình thực hiện được căn bản đạo đức. Nhưng mà không ngờ là mình tiếp nhận cái gì? Cái tà kiến điên đảo của cha mẹ để mình phá hoại cái cuộc sống bình an của mọi người. Mà như vậy thì đó không phải là căn bản đạo đức. Thành ra có những điều chúng tôi muốn xác định như vậy. Và ở trong đây chúng ta hiểu rằng quả thật như vậy, khi chúng ta tham ở trong cái đời sống hưởng thụ của mình, thành ra cha mẹ mình nhiều khi mình không có giúp. Mới chiều đây chúng tôi có nói thẳng với các Phật tử học viên, có những cái điều rất là nhỏ, các vị có thể nhờ con cháu mình một chút, thì con cháu mình nó sẽ làm. Mà con cháu mình không làm là vì sao? Cái đó phải hối lại nó, và hối lại chính mình. Và chúng tôi nói thẳng rằng, sinh ra con cái mang nặng để đâu? Nuôi dưỡng bú mắm ẩm bồng, tới rồi nhờ nó chở đi chùa học đạo, nhờ nó giúp cho một chút phương tiện nào đó để tiếp cận với chánh pháp ở tại Bồ Đề Phật Quốc, mà nó nói nó không có rảnh, nó không có thì giờ. Trong khi chúng ta đến chùa, chúng ta lại đi tìm kiếm những người con của thiên hạ, không bạc con cặc ruột gì, mình cũng chẳng có nuôi nó, nhưng mà mình cứ nhờ người này sang người kia giúp cho mình. Chúng ta thấy chúng ta mâu thuẫn phải không ạ? Chúng ta mâu thuẫn. Thành ra có những điều là chúng ta nỗ lực lên để mà chúng ta hiểu chính bản thân của mình đang sống và làm những gì đây. Đó. Thì lúc đó chúng ta mới trừ bỏ được cái lòng tham. Vì cha mẹ muốn đi chùa học đạo, có một chút phương tiện để sinh hoạt vui vẻ bạn đồng tu, mà chúng ta tham cái công, gọi là tham công tiếc việc. Chúng ta tham cái cảnh sát gia đình, chúng ta tham mọi thứ cho cá nhân của mình, mà một chút xíu như vậy mà đáp ứng của không nổi, thì những điều như vậy thật là đáng trách. Thành ra ở trong phương diện đó, chúng ta báo hiếu cha mẹ mình thì chúng ta lại có thể đoạn trừ được dục tham. Cho nên cái câu hỏi của Nhật Tường nó làm chúng tôi phải nói rào đón. Nếu không chúng ta sẽ tác ý điên đảo, rồi các vị sẽ bắt bẻ là thầy nói như vậy nó chưa có hoàn thiện, nó chưa có đầy đủ viên mãn ở trong một câu trả lời. Để rồi nó sẽ sinh ra chuyện khác. Do vậy mà chúng tôi nói hơi nhiều một chút là thế. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính mời thầy. Thì cái trước khi mà thầy cho con cái thông điệp của chủ đề này, thì bất cứ chúng ta tu như thế nào hay là Phật thực hành pháp môn gì, lúc nào cũng là cái chữ hiếu đi đầu trước khi mình thực tập tất cả những cái pháp môn là dạy của Đức Phật không thầy? Vâng, nó là hiếu hạnh là vi Phật hạnh mà. Dạ. Cho nên mà cái chữ hiếu ở đây á, chúng ta hiểu nó nghiệt lắm. Bởi vì nó hiếu là tiểu hiếu, đại hiếu, cận hiếu, viễn hiếu. Mà cái chữ hiếu trong đạo Phật muốn nói là đại hiếu, chứ không phải là tiểu hiếu. Nếu như mà xét về mặt tiểu hiếu thì coi chừng quý thầy á là bất hiếu hết. Xuất gia đi tu. Tại vì xuất gia đi tu không có phụng dưỡng cha mẹ. Thậm chí có khi là thấy cha mẹ bệnh, ngày xưa chúng tôi cũng vậy. Thấy cha mẹ bệnh, trong lòng mình rất là đau xót. Bởi vì nghĩ rằng mình làm trai có thừa sức lao động để mà mình đỡ đần cho cha mẹ tuổi già sức yếu. Nhưng mà bởi vì cái sự nghiệp Phật Pháp và gánh vác cái Phật sự, cho nên không có đủ một cái phương tiện nào để mà chia sẻ cha mẹ lúc tuổi già khó nhọc. Trong lòng nó cũng xót đau chứ. Bởi vì mình làm con mà. Nhưng mà giờ làm sao đây? Cha mẹ của mình trong kiếp này sinh ra mình, còn những cha mẹ trôi lên trong luân hồi thì sao? Chúng ta đã làm được gì cứu vớt cho họ? Đó là chúng ta biết nghĩ tới đại hiếu. Vậy thì phát tâm độ tận chúng sinh, đem đến lợi lạc vô lượng cho chúng sinh hữu tình, đây chính là đại hiếu Thích Ca. Hay hiếu như vậy là hiếu theo đúng tinh thần chân hiếu của Đức Phật.
Còn tiểu hiếu, cận hiếu, cận hiếu, viễn hiếu, rồi đại hiếu, rồi tiểu hiếu thì là cái hiếu của thế gian. Còn hiếu trong đạo Phật á gọi là hiếu đạo, hay hiếu như vậy. Trong khi có rất nhiều người là cứ chăm chú trong một cái gia đình, người cha mẹ sinh mình ra, mình phụng dưỡng cho thật lạ, hay là mình chăm lo thật đầy đủ, mình chết rồi mình cúng bái thật linh đình, mình nghĩ đó là của người cử người con cực kỳ là bao hiếu. Nhưng mà không phải, điều đó không phải đúng nghĩa trong đạo Phật. Đạo Phật đó là hiếu đạo, đem chánh pháp của Như Lai đến với mọi người để cho mọi người hiểu cái đạo giải thoát, khuyến hóa cha mẹ, khiến cha mẹ quy y Tam Bảo, đi theo chánh pháp. Đó là người con đại hiếu. Làm sao cho cha mẹ mình trở lại quy y Tam Bảo, thành tựu trong chánh pháp, đó là người con đại hiếu. Hiếu nó là như vậy, được định nghĩa trong thánh giáo của Như Lai, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, giờ chúng con kính cảm ơn thầy. Giờ đây con nghĩ những câu hỏi về dục tham của sắc, của thọ tưởng hành thức con cũng đã cố gắng con khai thác. Chắc khán giả không thương con cho nên không có câu hỏi gì đâu. Vậy con thỉnh thầy cho chúng con cái thông điệp của chủ đề này, nếu con có phần nào thiếu sót, A Di Đà Phật kính bạch. Dạ, thầy. Kính thưa đại chúng, ở trong thông điệp hôm nay chúng ta thấy Đức Thế Tôn như là một đấng nghiêm từ, một đấng, một người cha đầy đủ sự trang nghiêm và từ mẫn, nghiêm khắc dạy chúng ta là hãy cố gắng từ bỏ nó, từ bỏ sắc, từ bỏ thọ tưởng hành thức, từ bỏ cái tâm tham nó, chứ không phải rằng là chạy trốn cuộc đời, không phải rằng là hủy đổ đốt ruồi nó đi gọi là từ bỏ, mà từ bỏ cái tâm tham nó. Bởi vì cái tâm tham nó ngự chiếm ở trong lòng của chúng ta và nó làm chúng ta xấu đi. Đây là cái thông điệp quan trọng nhất. Chứ chúng tôi nói là tiền tài nó không có gì là, nó không phải là xấu, mà cái người tham tài mới là xấu. Chúng ta nhận ra như vậy. Mà cái tham tài là chính là gì? Là từ cái tâm tham. Thành ra là tham trong các dục, thành ra là từ bỏ nó, đó là chúng ta đi trong chánh pháp. Thông điệp của chúng ta là như vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, giờ đây thì con thỉnh thầy bước sang chủ đề kế tiếp là chủ đề vị ngọt nha thầy. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với chủ đề tiếp theo, đó là chủ đề vị ngọt. Chúng ta nhận thức vị ngọt như thế nào? Chúng ta thấy rằng việc tu tập, chúng ta nhận thức giáo pháp của Như Lai tràn đầy trí tuệ. Thế Tôn lúc bây giờ cũng đang ở tại Savatthi và Ngài nói rằng trước khi ta giác ngộ chưa chứng chánh định giác, con là Bồ Tát. Đây là kinh nghiệm của Phật và chúng ta nên học hỏi. Thế Tôn nói rằng ta suy nghĩ như sau: cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của sắc? Câu hỏi đặt ra như vậy: cái gì nữa là vị ngọt? Sắc nó ngọt ngào như thế nào? Sắc nó gì? Nó nguy hiểm ra sao? Và ở trong cảnh sắc đó, chúng ta xuất ly bằng cách nào? Cái gì là vị ngọt của thọ? Cái gì là gì? Cái gì là sự nguy hiểm của thọ? Và cái gì là sự xuất ly của thọ? Cái vị ngọt ở trong tâm nó thọ như thế nào? Nó ngọt ngào như thế nào khiến chúng ta say đắm không muốn lìa bỏ? Rồi nó nguy hiểm như thế nào ở trong các thọ đó, tướng hành? Rồi á, làm sao để chúng ta xuất ly được cái thọ trong tâm của chúng ta? Tương tự các cảnh giới, Thế Tôn nói lúc Ngài còn là một vị Bồ Tát, Ngài đặt câu hỏi rằng cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của tướng? Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của hành? Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của thức? Đó là câu hỏi Ngài đặt ra. Đó rồi, Ngài nói rằng: này các tỳ kheo, ta suy nghĩ như vậy, rồi ta suy nghĩ rằng do duyên sắc lạc hỷ sanh. Cấu trúc này là cấu trúc tâm lý. Do duyên và sắc lạc và hỷ sanh. Chúng ta muốn đi tìm kiếm một cái sự tươi mát. Chúng ta nhìn thấy một đóa hoa tươi mát, tâm chúng ta nó sinh lạc và hỷ. Cái ấy gọi là vị ngọt của sắc. Sự vô thường, đau khổ, chịu sự biến hoại của sắc, đó là cái chuyện tự nhiên. Tại vì sắc nó là vô thường. Và nó là sự hủy hoại đối lại cái cảm thọ đau khổ. Và sự biến hoại của sắc nó không ngừng. Vì vậy, cái ấy gọi là gì? Là sự nguy hiểm.
Tại sao? Bởi vì ở trong sự vô thường chúng ta không có chấp nhận. Trong sự đau khổ chúng ta muốn kiếm kiếm hạnh phúc, và ở trong sự biến hoại của sắc chúng ta muốn cố duy trì. Chúng ta không chấp nhận sự hủy hoại của nó, sự thay đổi của nó. Cho nên ở trong đó chính là cái môi trường nguy hiểm. Rồi, sự nhiếp phục dục và tham đối với sắc. Dục và tham, chúng ta nhiếp phục cái tâm tham, tâm dục ở trong đó. Và sự đoạn tận dục và tham, cái ấy gọi là sự xuất ly. Cho nên xuất ly không phải là có nghĩa rằng là chúng ta bỏ nhà cửa lên rừng, mà chúng ta bỏ cái dục tham, chúng ta nhiếp phục cái dục tham, không để dục tham khởi lên và kiết sử trói buộc dẫn cho chúng ta đi. Tương tự như vậy, cái cấu trúc này chúng ta nên tu tập. Chúng tôi nhắc lại, do duyên sắc lạc hỷ sanh. Nếu chúng ta không duyên vào sắc thì sao? Lạc hỷ có sanh hay không? Đó chính là vị ngọt. Tâm chúng ta nó chìm đắm trong vị ngọt. Và Thế Tôn nhận biết rằng thế gian này có đầy vị ngọt chứ không phải không có. Đừng cho rằng á là thế gian là thống khổ hết. Nó là một màu thống khổ nhưng mà trong đó có vị ngọt. Và sự vô thường, đau khổ, chịu sự biến hoại của sắc, cái đó là nguy hiểm. Thấy sự nguy hiểm của nó. Nguy hiểm trên cơ sở nào? Do nó vô thường. Rồi, nhiếp phục nó thì chúng ta sẽ làm sao? Đoạn tận nó thì chúng ta gọi đó là gì? Đó chính là trạng thái xuất ly. Tâm chúng ta ra khỏi sự chi phối của sắc. Mặc dù chúng ta đang sống giữa cõi sắc này, chúng ta tự tại, không bị nó nhấn chìm, đây gọi là chúng ta xuất ly. Tương tự như vậy, do duyên thọ lạc khí sanh, do duyên vào và tướng lạc khí sanh, do duyên vào các hành lạc khí sanh, do duyên vào gì? Vào thức mà các nghĩ, các lạc và hỷ sanh. Tâm chúng ta duyên vào đó, trong khi tâm chúng ta nó vô hình vô tướng, nó rỗng lặng tự nhiên, nó bất sanh bất diệt, bất có bất tịnh. Vậy mà chúng ta duyên vào, đem mà tâm duyên vào, cho nên chúng ta mới chuốc lấy là khổ đau. Bây giờ duyên vào, tâm tham mới xuất hiện. Và do vậy mà chúng ta thấy rằng vị ngọt của thọ, của tướng, của hành, của thức, nó do cái tâm duyên vào trong cái lĩnh vực đó. Rồi á, chúng ta ở trong đó và chúng ta chịu cuộc đời vô thường, chúng ta chịu sự biến hoại, sự thay đổi. Do vậy mà chúng ta đối diện với nguy hiểm. Rồi ở trong đó, nếu chúng ta chinh phục, chúng ta nhiếp phục được, chúng ta có giải pháp để đoạn trừ những cái tâm tham ở trong các dục như là duyên vào thọ, tướng, hành, thức, thì ở trong phương diện này chúng ta có thể là đoạn trừ được nó. Và đoạn trừ được cái tâm tham đó thì chúng ta gọi là thành tựu sự xuất ly, viễn ly. Đây chính là cái thông điệp rất quan trọng. Và thưa các vị, lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới nói rằng cho đến khi nào đối với năm thu ứng này ta chưa như thật thánh tri vị ngọt là vị ngọt, tức là chưa có biết rõ vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Thời này các tỳ kheo, ta không tuyên bố ta đã thành đỉnh chánh giác, ta đã giác ngộ vô thượng chánh đỉnh đối với thế gian gồm có chư thiên ma phạm, quần chúng sa môn và la môn, chư thiên và loài người. Hay nói cách khác, Đức Thế Tôn nói rằng đối với các nem thú uống mà ngài do vì biết rõ, rồi biết rõ, do thấu rõ, do như thật thánh tri và vị ngọt của nó, nguy hiểm của nó, sự xuất ly của nó, do vậy cho nên Thế Tôn mới tuyên bố rằng ta đã giác ngộ vô thượng chánh định chánh giác đối với giữa thế gian gồm có thiên ma phạm, đối với quần chúng sa môn bà la môn, chư thiên và loài người. Đức Thế Tôn tuyên bố như vậy, tâm ta giải thoát bất động, đây là đời sống cuối cùng, nay ta không còn tái sanh nữa. À, chúng ta thấy là tất cả trong lĩnh vực đó nó quan trọng như vậy. Và Đức Thế Tôn để trở thành một vị đấng chánh giác cũng giải quyết căn bản nó là như vậy. A Di Đà Phật, mời các vị chúng ta trở lại với nội dung vấn đáp Phật pháp. A Di Đà Phật, và chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, và kính thưa quý vị, cái đề tài của vị ngọt này thầy đã giảng xong, quý vị có câu hỏi gì không? Cái quá trình mà đoạn tận cái ái này nó thật sự là không phải là dễ. Nhưng mà hoài bảo của Đức Phật, Ngài thì hiện ở thế gian này, khi Ngài giảng pháp thì tất cả Ngài cũng muốn chúng ta là tu tập để một ngày nào chúng ta cũng thành Phật giống như Ngài. A Di Đà Phật. Và kính bạch thầy,
qua những cái lời dạy ở trong đây của Đức Phật dạy như vậy, thì theo cái danh từ ngôn ngữ bình thường á, tức là mình thấy cái cảnh sắc mình thích, mình chạy theo. Từ cái mình chạy theo đó, mình sanh cái cảm giác khoái. Mà từ cái cảm giác khoái đó thì mình càng bị đắm chìm trong cái nguy hiểm, tại vì tâm mình đã đi xa những cái chân tâm của mình, đúng không thầy? Kính thưa quý vị, chúng ta nhìn thẳng cái vấn đề, chúng ta vì sao mà chạy theo như vậy? Thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta bị cái tâm tham nó lôi kéo. Và chúng ta lúc bây giờ giống như là một cái con trâu mà bị tham nó sáu mũi, rồi nó dắt mình đi. Hoặc là con trâu không cần sáu mũi mà đỡ trước mũi của nó một nắm cỏ thơm, thì lúc bây giờ nó ngoan ngoãn đi theo. Rõ ràng tâm chúng ta nó không còn trí nữa, mà tâm đó là cái tâm tham. Trong khi người trí họ sử dụng tất cả là phương tiện, họ làm tất cả mọi việc cho cuộc đời, họ cũng thu được rất nhiều tài sản, nhưng mà họ không có tham trong đó. Còn hễ mà cái tâm tham nó chen vô rồi thì nó sinh ra bao nhiêu thứ xấu xa đáng ghét. Ví dụ như một người tham vô trong cái tài sản, và khi họ tìm kiếm được một chút tài sản, mua được nhà cửa, có một chút phương tiện, rồi họ đem họ so sánh bạn bè của họ lúc thuở thiếu thời, những người bạn bây giờ không bằng họ, là bao nhiêu đó thôi, thấy tâm tham của họ nó tham vô trong cảnh sắc rồi. Và do vậy mà họ thấy họ hơn người, họ hãnh diện hơn người, trong đó nó có ngã mạn. Cái ngã mạn này là một loại biến hóa của tâm tham. Cái tham mạn đó, cái tâm tham đó nó thấy mình hơn người, từ đó nó thể hiện cái thái độ hách dịch. Thành ra ở trong phương diện đó thôi, thì tự nhiên chúng ta thấy là chúng ta bị cái tâm tham nó dẫn dắt. Bây giờ cho nên chú trọng chính là do cái tham. Cho nên mình đoạn trừ được nó là chúng ta khỏe, còn chưa là chúng ta ở trong phương diện nào chúng ta cũng bị dính mắc. Ngay cả đi học kinh vậy nghe, mà cũng tham. Ngày nhỏ chúng tôi ở trong học tăng thấy có mấy mấy vị họ tham, họ muốn đứng nhất, cho nên họ họ lấy cái số liên lén họ sửa điểm. Ví dụ như cái chẳng hạn như số 6 họ sửa thành số 8 chẳng hạn như vậy. Họ thêm sau đó cho nó ra số 8. Hay là số 3 cái họ làm thành số 8. Nó ba cái số 3 này họ thêm dòng cái nữa là số 8. Chúng tôi là người giữ số mà họ sửa, quý thầy tin tưởng lắm, mà chúng tôi đỡ đó liên lén sửa, cũng biết sửa rồi đem trình quý ngài, quý ngài cũng lấy, cũng không có để ý, thôi cho qua. Nhưng mà chúng tôi thấy rõ ràng là học Phật pháp mà tham, cái tâm tham đó là ngay trong giáo pháp của Như Lai là pháp đoạn trừ tham, mà trong khi chúng ta cầm nó lên tay chúng ta vẫn bị tham. Thành ra đó là những điều mà chúng ta thấy nó nguy hiểm phải không ạ? Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, dạ, kính thưa quý vị, thường thường thì chúng ta đó nghe quý thầy giảng, khi chúng ta đi chùa thì quý thầy nói là quý vị hãy thường xuyên về chùa tụng kinh. Khi mà chúng ta về chùa tụng kinh thì chúng ta sẽ có đời sống an lạc hơn, chuyển hóa hơn. Đó cũng là cái vấn đề mà Nhật Từ muốn hỏi đây. Kính bạch thầy, thì về cái phương diện tu tập á, thì mỗi một người, mỗi một hành giả tu tập một cái pháp môn khác nhau để đi đến cái sự mà đoạn tận cái sự tham ái này. Riêng ở trong cái đời sống thực tế này, nếu mà mình thành tâm mình cứ đi chùa mình tụng kinh pháp hoa, hay là mình đi chùa mình quý thầy, cái tuần nào mình cũng đều đi tụng kinh hết, thì cái đó một phần nào nó có giúp cho mình rọi rửa cái thân tâm của mình để mà đoạn trừ những cái này thầy? A Di Đà Phật. Kính bạch thầy. Dạ, kính thưa quý vị, theo theo chân lý thì rõ ràng khi chúng ta tụng niệm chúng ta đoạn được chứ. Có vị ngày xưa tụng Pháp Hoa rồi cũng đoạn được cái tham sân si mà chứng thánh. Nhưng mà khổ thưa các vị rằng là ngày xưa thấy các ngài tụng chứng mà sau này thấy nhiều người tụng không có chứng. Nó vì sao như vậy? Cho nên chúng tôi mong rằng là chúng ta nên đi học. Tại sao? Bởi vì chúng ta đi học, chúng ta được sự chỉ dẫn và phân tích. Khi các vị có sự hiểu biết một chút rồi, các vị tụng kinh ấy, nó rất là thích thú. Và chúng ta sẽ có cái sự phát triển rất mạnh khi chúng ta tụng kinh. Tại vì chúng ta đọc tới chữ nào, chúng ta hiểu rõ nghĩa chỗ đó. Còn trước kia chúng ta không hiểu rõ. Thành ra chúng ta thành tựu một chút định lực. Cho nên chúng ta tụng nhiều, thấy tâm mình nó nhẹ nhàng. Nhưng mà đến liễu ngộ thì nó không có trí phát sinh trong đó được, bởi vì nó không được sự chỉ dẫn trạch pháp phân tích. Vì vậy cho nên
đi tụng kinh không, nó chưa đủ đâu. Ngày xưa căn tánh của quý ngài rất là sáng suốt, nói như vậy là như vậy. Còn bây giờ người ta nói như vậy mà nghĩa người ta khác. Nhiều khi nói chữ đó mà nghĩa khác cũng có. Đó gọi là ngũ trược đó, trược lẫn lộn hết trơn rồi. Với những cái nhiều cái, mà nhất là chúng ta đang sống ở trong những cái sắc thái văn hóa khác nhau nữa. Sắc thái văn hóa miền Bắc, miền Trung và miền Nam, nhiều sắc thái khác nhau. Và mỗi sắc thái như vậy á, nó cho chúng ta một cái tập khí. Và chúng ta thường cứ nghĩ nói như vậy là người ta sẽ hiểu như vậy, nhưng không, người ta sẽ hiểu khác. Như vậy thì chuyện xảy ra. Do vậy cho nên ở đây á, chúng ta hiểu rằng là việc học phân tích Trạch Pháp á, nó cho chúng ta cái khái niệm ban đầu. Hoặc giả chúng ta vừa học vừa công phu thì nó lại càng tốt hơn. Ngày xưa chúng tôi thường làm cách này. Nghe quý ngài dạy thì theo ngày đó mà công phu, mà thực tập cái pháp môn đó. Nhờ đó nó có cái sự thấm nhuần dần dần. Cho nên phải cố gắng tìm hiểu học tập mới được, vì tất cả nó đều được soi sáng bằng trí tuệ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy. Nói tới cái sự tham, vì cho cái tâm tham chúng ta mà chúng ta chạy theo những cảnh trần này. Rồi gì nhất là cái chướng ngại nhất là, có nói thiệt là về cái sắc đó nha. Cái sắc mà đừng nói chi là, nếu mà định lực mà không có, cái duyên tu tập mà không có là lạng hoạn là gãy liền. Thì bây giờ thôi đi, con hỏi một cách trực tiếp thẳng vấn đề là hàng Phật tử chúng con, cách mà có thể thực tập ở nhà là mình có thể tu tập như là ngũ định tâm quán, nhất là mình quán về quán thân bất tịnh đó thầy. Con thấy nhiều khi thì cái đó nó cũng có, nhưng mà nhiều khi đứng cái cảnh, đứng trước cái sự mà sắc đẹp nghiêng trời sắc nước thì nhiều khi mình quên quán luôn, quán không ra luôn. Thì đó là do, thì đúng rồi, thì cái tâm mình vốn nó tham mà, nó tham cho nên nó gặp cái cảnh sắc, nó cái vị ngọt của sắc á, cái vị ngọt của sắc nó lôi kéo. Thành ra chúng ta muốn vậy thì chúng ta phải tập trước chứ. Phải tập trước, cũng giống như một người lính khi ra trận thì anh phải tập súng ống, anh tập mọi cái thao tác. Để rồi khi ra trận chiến thật thì lúc bây giờ mình thao tác nó thuần thục. Cũng vậy, chúng ta quán chiếu thường xuyên nó quen thì chúng ta khi gặp cái cảnh á, là chúng ta sẽ còn giữ được phép quán. Còn chúng ta không có quán chiếu, tự nhiên chúng ta chỉ có biết bằng nhận thức thôi. Rồi cái khi gặp cái nó mơ hồ, nó dẫn dắt mất cả chúng ta hết biết luôn. Đó là những chuyện rất bình thường mà thôi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, trong cái chủ đề này có phần nào thiếu sót không? Kính thầy cho chúng con thông điệp của chủ đề này, tại chủ đề kế tiếp cũng là cái vị ngọt nữa. Kính thưa quý vị, chủ đề kế tiếp vị ngọt thực ra nó có nghĩa khác chứ không phải như nghĩa như vị này. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong lần sau. Nhưng mà ở đây chúng ta nên hiểu thế này, đó là chúng ta thấy là Đức Thế Tôn tuyên bố, ngài tuyên bố giữa ai, giữa một cái hội chúng mà trên là thiên ma phạm, dưới là chư thiên và loài người. Thiên ma phạm những cảnh giới này trên cõi trời sắc, sắc cứu cánh. Còn chữ chư thiên và loài người này thường thường là tứ thiên vương trở xuống, hay là chư thiên trong cõi dục, chẳng hạn như đau lợi trở xuống, chẳng hạn như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Thế Tôn tuyên bố ngài đến chánh giác, ngài đạt đến sự giác ngộ. Là giác ngộ cái gì? Giác ngộ năm uẩn, bản chất của nó, và tâm của ngài không còn bị năm uẩn nó mơ hoặc. Tâm của ngài nhìn thấy rõ là cái vị ngọt của nó, sự nguy hiểm của nó và sự xuất ly nó. Ngài nhận thức, ngài biết rõ và ngài thành tựu. Đó chính là cái điều rất là quan trọng. Và trên cơ sở đó rồi ngài mới tuyên bố. Đây là điều mà chúng ta nên học hỏi. Đôi khi chúng ta đang sống với cái hình hài ngũ uẩn này, nhưng mà chúng ta không có nhận thức như ngài. Thế nên chúng ta học Phật thực ra mà nói là chúng ta đang tập nhận thức về chính sự tồn tại của mình. Chứ không phải chúng ta học Phật là học một cái triết học siêu hình nào xa rời cuộc sống, xa rời với sự tồn tại của chính chúng ta. Đây là một điểm mà chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử nên cân nhắc và chiêm nghiệm cho thật kỹ. Chứ đừng cho rằng là đạo Phật nói gì nó trừu tượng, nó siêu việt tới mức mà chúng ta không có hiểu nổi. Không phải như vậy. Chúng ta tập hiểu với chính đời sống của mình, chính cái xác thân đang tồn tại của mình đây. Và chúng ta loại trừ
tham ở trong thế giới năm uẩn này thì chúng ta thành tựu được. Thật giả chúng ta nhìn thấy cái sự nguy hiểm của nó và chúng ta biết cách làm sao để xuất ly nó. Đó là những điều mà chúng ta nên học hỏi trong thánh giáo của Như Lai. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, dạ chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, dạ kính mời thầy nói tới học hỏi hồi nãy thầy cũng có nói về là chúng ta thân cận thiền sĩ giống như là tứ đại tông chỉ đó kính bạch thầy. Thì câu hỏi có được đặt ra đây là giữa tứ đại tông chỉ ở đây là thân cận thiền sĩ lắng nghe chánh pháp như lý tác ý tuyệt pháp phần pháp hay là giữa một người chỉ là không nào giờ không có đến chùa, chỉ là ở nhà chỉ là tu tại gia tu tập niệm Phật rồi thôi, không có tiếp xúc với trần cảnh, thì giữa hai cái đó thầy thấy là cái nào nó có lợi hơn kính bạch thầy? Kính thưa quý vị, nói như thế thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là thiện sĩ mới được chứ. Và thân cận thiện sĩ chúng ta thành tựu cái gì? Cái điều đó là quan trọng. Thiện sĩ ở trong Phật Pháp dạy là gì? Chúng ta học trong chương trình Phật Pháp căn bản chúng ta thấy. Một bậc thiện sĩ là một bậc thông hiếu về cái gì? Về khổ, về tập, về diệt, về đạo. Thông hiếu về và thánh đế và tam bảo. Và khi chúng ta thân cận vị thiền sĩ này sẽ là cái gì, là cái trợ duyên giúp cho chúng ta thành tựu giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, giải thoát trang kiến, tri kiến thanh tịnh. Như vậy thì các vị có thể là gần gũi những cái vị đó ở bất cứ đâu. Các vị vẫn ở thế gian cũng được, ở trong chùa cũng được, trên núi cũng được, ở dưới biển cũng được, chỗ nào cũng được. Miễn làm sao chúng ta thành tựu năm cái lĩnh vực giới định tuệ giải thoát tri kiến cho thanh tịnh là chúng ta nên thân cận. Bởi vì chính giới định tuệ giải thoát tri kiến chính là chánh pháp của Như Lai. Mà ai thân cận chánh pháp của Như Lai thì người đó đến cái chỗ giải thoát khỏi khổ đau. Mục đích của chúng ta là chấm dứt khổ đau, giải thoát vĩnh viễn. Cho nên chúng ta phải thân cận trong môi trường này. Đó là cái điều rất là quan trọng. Nếu chúng ta không thân cận thì làm sao chúng ta có thể giác ngộ được? Chúng ta lấy cơ sở nào để chúng ta chứng biết? Những điều như vậy chúng ta phải chiêm nghiệm thật sâu sắc mới được. Còn nếu như mà chúng ta thân cận ở trong chùa mà các thầy trong chùa không có tác thành là chúng ta giới định tuệ giải thoát tri kiến thanh tịnh thì chúng ta thân cận đó làm gì? Cho nên không có thể nói rằng thân cận chỗ nào tốt hơn chỗ nào, mà chúng ta hãy nhìn vào sự tác thành ở trong môi trường đó. Ví dụ như ở tại Bồ Đề Phật Quốc, thưa liệu quý vị, chúng tôi rất là nỗ lực tổ chức cái chương trình lớp dự bị Master Triết học Phật giáo. Và chúng tôi gần đây làm việc rất nhiều với các vị giáo sư về giáo trình, về nội dung, về thời gian, về tài chánh đi lại và hỗ trợ họ để cho họ có thể tới lớp. Và việc còn lại là chúng ta nên phát tâm như thế nào để chúng ta thân cận ở trong cái chương trình đó, nó tác thành là chúng ta giới định tuệ giải thoát tri kiến, cũng là một hình thức thân cận thiện sĩ. Cho nên chúng ta khéo hiểu chữ thiện sĩ, chứ không nên hiểu rằng người có học, có nhiều bằng cấp đó là thiện sĩ. Chúng ta hiểu như vậy là không đúng với những gì mà kinh giáo đã dạy chúng ta. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy đã giảng cho chúng con thêm một cái coi như là một cái lĩnh vực khác gì chẳng gì thân cận thiện sĩ. Con xin sám hối với thầy, câu hỏi của con không được mạch lạc. Ý con muốn nói đây là một người là như một tu tập ở đây giống như theo tứ đại tông chỉ đó là mình tu tập, hay là một người chuyên tu tại gia chỉ là không tiếp cận với bên ngoài, là sám hối này nọ lại tụng kinh lễ Phật thôi, thì giữa hai cái đó cái phương diện nào tốt hơn? Ý con nói câu hỏi con là gì? Cái phương diện công phu và phương diện học tập. Dạ dạ dạ. Kính thưa các vị, nó phải hỗ trợ cả hai. Tại sao? Bởi vì chúng ta công phu là có định, mà chúng ta học tập là sinh huệ. Mà chỉ có định không có huệ thì làm sao mà con chim nó bay được? Hay là huệ không một cánh cũng không được. Nó định và huệ nó phải bằng nhau. Thành ra là chúng ta vừa tu vừa học, cho nên có hai chữ là tu học. Mà tu mà không học á là cái để chứa sách đó, mà học không tu tức là tu mù, biết gì đâu mà tu. Cho nên nó là phải cả hai, không thể nào là chia ra cực đoan. Cực đoan vậy là nó không có phù hợp ở trong chánh pháp của Như Lai. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Dạ kính bạch thầy, hồi nãy hồi đầu hôm á con nói một câu á là y kinh nhất tự thì tam đời Phật quang, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Kính bạch thầy con nói thôi nhưng mà con không hiểu, thầy giúp thầy hướng dẫn cho con. Dạ kính thưa quý vị,
Y kinh nhất tự tam thế Phật oan là chúng ta y vào chữ mà chúng ta không có hiểu là phải sử dụng như thế nào. Nhưng chúng ta cứ nhất nhất nghĩ rằng đó là Phật nói, chúng ta cứ thế làm thì làm oan cho chư Phật. Còn ly kinh nhất tự tức là chúng ta xa rời thánh giáo chân lý thì làm sao mà chúng ta có cái hiểu được. Cho nên chúng ta xa rời kinh điển thì dĩ nhiên là chúng ta làm theo chân lý đó không phải là chân lý của Phật, mà tức đồng ma thuyết, tức là đồng với cái luận thuyết của ma chứ không phải là chánh pháp của Như Lai. Nghĩa của nó chỉ là như vậy mà thôi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Con có một câu hỏi riêng, nhưng một người nhà con hỏi rồi để thầy cho con hỏi cái đó trước khi thầy cho con thông điệp của chủ đề này nhé. Vâng. Kính bạch thầy, thì có một Phật tử, tâm lý của Phật tử là thích mua đồ rẻ lắm. Thì có người đó, người ta đó đem với cái món đồ bán, món đồ đó là nhất định rẻ hơn trong chợ nhiều, mà không biết xuất xứ của món đồ đó đâu. Như vậy thì người Phật tử chân chánh có nên mua cái đó hay không thầy? Nếu mua như vậy thì tức là biết đâu cái người đó ăn cắp hay gì rồi sao? cái này thì mình không có bàn ở trong giáo pháp được. Cái này thì tất cả chuyện cắp ăn trộm là chuyện ông cảnh sát. Còn cái món hàng người ta đưa ra thị trường người ta bán thì thuận người bán vừa người mua. Mình đâu có biết gì xảy ra trong đó. Thuận người bán vừa người mua. Trừ khi nào chúng ta biết họ là ăn trộm cắp mà chúng ta mua. Thì cái đó là nó khác. Còn nay người ta bán chợ chứ hàng chợ trời mà người ta không, bán. Đem lại đem duyên bán, đem ra ngoài bán. Nhưng mà cũng chưa bán chắc, tại vì sao? Bởi vì nhiều khi người ta làm mất giấy tờ. Rồi người ta đem bán, là người ta nghĩ thân thiết, người ta bán ra được giá. Và người kia có nhu cầu. Thay vì bán ra ở ngoài nó rẻ hơn, hay là nó thu mua rẻ hơn. Nói chung có nhiều cái khác nhau. Để chúng ta thẩm định một vấn đề, chúng ta phải suy xét cho rõ ràng từng khía cạnh để chúng ta mới chắc chắn rằng là nó thiện hay ác. Chứ còn chúng ta chỉ có nhìn lướt qua và chúng ta khẳng định liền là thế nào nó cũng sẽ sai lầm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con nghĩ tới đây thì chương trình cũng sắp hết giờ. Thầy cho con thông điệp của chủ đề này trước khi mình kết thúc chương trình, kính bạch thầy. Dạ, kính thưa đại chúng, chủ đề hôm nay đó là chủ đề vị ngọt mà Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta. Ngài đã khai thị cho chúng ta thấy rõ thế nào là sắc, vị ngọt của sắc như thế nào. Và ở trong đó nó chứa đựng những nguy hiểm như thế nào, cũng như là cách nào chúng ta xuất ly nó. Tương tự thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Và hãy thành tựu như vậy thì chúng ta thành tựu đấng chánh giác. Những ý nghĩ này là những ý nghĩ của Thế Tôn lúc còn là Bồ Tát. Và Ngài bằng những ý nghĩ trong sáng đó mà Ngài thành tựu tu tập. Tu tập đến mức thành tựu thì Ngài tuyên bố Ngài chính là bậc giác ngộ đấng chánh giác. Đó là một bài học rất là thiết thực. Từ một phàm phu trở thành một đấng giác ngộ. Chúng ta hôm nay là một phàm phu. Nếu chúng ta y theo lời dạy của Ngài thì hy vọng chúng ta cũng thành tựu sự giác ngộ như Ngài. Đó là những gì mà chúng ta có thể làm được, chứ không phải là vượt khỏi tầm tay của mình. Cho nên chỉ còn lại chúng ta có nỗ lực phát tâm hay không, có mạnh mẽ phát tâm hay không, có dũng cảm để phát tâm Bồ Đề hay không. Đó là những điều mà chúng ta tự hỏi lòng của mình. Đáng tiếc thời gian không cho phép chúng tôi chia sẻ nhiều hơn nữa. Chương trình Vấn Đáp Phật Pháp hôm nay có lẽ xin dừng ngay đây. Xin mời Nhật Tường quay trở lại với nội dung kết thúc. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đề đầu kính tri ân Thầy đã từ bi hướng dẫn cho chúng con bài Pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, đạo tâm kiên cố. Và kính hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau lúc 8 giờ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin kính cảm ơn Thầy. Kính cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.